Xin chào tất cả quý vị và các bạn cùng trở lại với Bốn Bánh Auto. Ngày hôm nay tôi sẽ tiếp tục làm video và giới thiệu tới quý vị và các bạn một dòng xe 7 chỗ máy xăng thuộc Toyota và được đánh giá rất là bền cũng như là được lựa chọn nhiều với tầm giá 7 chỗ mà chỉ hơn 200 triệu. Đó là một chiếc xe dây đời 2005 dây GL. Thì hôm nay tôi sẽ quay chi tiết để quý vị và các bạn lựa chọn về chiếc xe này, một dòng xe 7 chỗ 2005 Toyota. Lành máy, khung bệ, gầm bệ, máy móc và nội thất đẹp. Một chiếc xe 215 triệu bao gồm cả phí rút hồ sơ. Thì đây là toàn bộ tổng thành xe. Thì đối với dòng xe dây này thì trong khoảng thời gian vừa rồi cũng có khá nhiều bác gọi điện và hỏi để tìm dòng xe này. Được đánh giá trên thị trường hiện nay với tầm giá hơn 200 triệu. Một dòng xe bền và lành máy cũng như là chạy tốt, về lựa chọn chạy dịch vụ hay là chạy gia đình đông người đều ổn. Đó. Một chiếc xe đời 2005, gầm bệ máy móc tốt, tôi đã kiểm tra cũng như là test khá là kỹ để quý vị và các bạn lựa chọn chiếc xe này. Thì đây là toàn bộ phần đuôi này. Đó, về pha đèn này. Đối với dòng xe dây này thì cũng có một vài phiên bản dây thường, dây GL và dây súp. Thì đối với dòng dây súp đó là dòng cao tiền nhất, có bản full và kịch nhất. Thì đây là toàn bộ tổng thành của một chiếc xe dây GL, tôi sẽ quay chi tiết cho quý vị và các bạn. Về phần la răng thì vẫn là la răng thường và được bọc giả la răng đúc như thế này. Lốp thì của chiếc xe này bốn lốp đều rất là mới. Đây chúng ta thấy đây, bốn lốp rất mới với tầm giá 215 triệu thì quý vị và các bạn lựa chọn chiếc xe này, chúng ta về lăn bánh luôn, không phải động chạm gì thêm cả. Đó, đây toàn bộ cua lốp này. Và tôi sẽ quay luôn cả phần gầm để quý vị và các bạn dễ dàng lựa chọn hơn. Đây là toàn bộ gầm bệ. Tôi đưa cả chiếc máy quay vào trong gầm để quay chi tiết cho quý vị và các bạn. Đó. Đây toàn bộ gầm này, bốn lốp mới. Gầm bệ chắc chắn đã được dọn dẹp cũng như là sơn tỉa. Và làm khá chi tiết về gầm cũng như là nội thất để quý vị và các bạn về chúng ta sử dụng luôn. Đây lốp rất mới. Đó, cả bốn lốp đều mới như thế này. Hệ thống pha đèn này. Pha đèn rất là trong và sáng, cũng như là mặt ca lăng và hệ thống lưới tản nhiệt. Một chiếc xe biển 14 và đăng kiểm đến hết tháng 3 năm 2020. Đó, xi nhan gương này. Một chiếc xe màu xanh. Đây, một màu khá phổ biến của dòng xe này. Thì đây là nội thất. Nội thất thì đã là nội thất da và toàn bộ phần da thì rất là mới và căng, không hề bị rách hay là bị xù một chút nào cả. Xe rộng rãi, kể cả hàng ghế cuối chúng ta ngồi khá là thoải mái đối với người lớn. Đây như thế này. Hoặc là chúng ta có thể gập xuống thì sẽ được để được khá nhiều đồ. Đó. Trần nỉ nguyên bản. Chúng ta có một hệ thống điều hòa, dàn điều hòa trên trần tách biệt hỗ trợ khi chúng ta ngồi phía sau. Chúng ta sẽ mát luôn khi chúng ta khởi hành xe. Đó. Đây, toàn bộ keo chỉ cửa, khóa cửa và táp ly. Chiếc xe bảo hành cho quý vị và các bạn không hề qua dịch vụ taxi hay là đâm đụng ngập nước. Đó, keo chỉ này. Và toàn bộ mặt táp lô cũng như là vô lăng. Thì chiếc xe này đã đầy đủ về màn hình DVD cũng như là cam lùi. Đó. Đây, chúng ta thấy xe đang nổ máy. Thì đối với dòng xe dây này thì dòng xe chạy xăng. Về độ tiêu hao nhiên liệu của dòng xe này nó sẽ rơi vào trung bình khoảng 8 cho đến 9 lít xăng 100 cây. Chiếc xe này điều hòa hoạt động rất tốt. Đó. Điều hòa này cũng như là màn hình này. Đó. Hệ thống củ số đây. Hoàn toàn sắc nét cũng như là phần da này. Đó. Hệ thống phanh tay và toàn bộ da ghế, kể cả là hàng ghế sau hay hàng ghế lái, da ghế đều rất là đẹp và căng như thế này, không hề bị nhàu nát một chút nào cả. Đây về phần trần này. Đó, trần nỉ. Trần nỉ rất là sạch luôn. Gương điện, kính điện đầy đủ. Đây, về phần chỉnh gương này. Đó, chỉnh gương điện và bốn kính điện này. Chúng ta có thể thấy nó táp ly da này. Đó. Mặt vô lăng. Thì đối với dòng xe dây này thì là một dòng xe bình dân và đối với tầm giá rẻ và đời trước thì hiện tại
đối với dòng xe này thì đời trước của Innova nên là chưa có bóng khí đó, chỉ hỗ trợ phanh thường, la răng sắt và phím còi như thế này thôi, không được trang bị bóng khí. Mặt đồng hồ này đó, đồng hồ và số km vẫn là hiển thị cơ, chạy cơ không không hề có đồng hồ số chạy điện đó. Này. Và trong thời gian vừa rồi thì cũng có khá nhiều bác gọi điện và hỏi dòng xe này, một dòng xe mà chỉ khoảng 200 cho đến 200 triệu mà một chiếc xe dây, và các bác trung tuổi hay là có thể có tuổi một chút thì thường rất hay lựa chọn những chiếc xe dây này đó. Dòng xe được đánh giá là bền nên là các bác rất hay tin tưởng và lựa chọn. Toàn bộ bệ lại tay này, đồng phanh tay, xe rất là rộng rãi đó. Chúng ta có thể mua về chạy gia đình, chạy thêm dịch vụ, hoặc là chúng ta có thể là kinh doanh chở đồ mà gập hai ghế xuống chúng ta vẫn để được rất nhiều đồ đó. Tất cả chi tiết máy chúng ta nổ, vừa nổ từ nãy tôi đã nổ thì hiện tại điều hòa rất là mát luôn đó. Và chúng ta sẽ cùng đi về phần máy của chiếc xe này. Và đây là toàn bộ khoang máy của chiếc xe dây đời 2005, 7 chỗ máy xăng số sàn đó. Khoang máy đã được dọn rửa. Và chúng ta nhìn thấy thì đối với trước kia dòng xe dây này được thiết kế khoang máy nhìn khá đơn giản, không kín kẽ cũng như là hoàn toàn rỗng như thế này. Đây, toàn bộ rằng cũng như là máy này, chiếc xe này máy rất tốt, bảo hành cho quý vị và các bạn về dịch vụ taxi hay là đâm đụng ngập nước đó. Toàn bộ phần rằng đây không có một lỗi nào cả. Đây, toàn bộ khoang máy này thì như tôi đã nói thì đối với dòng xe này thì nó độ tiêu hao nhiên liệu nó trung bình nó sẽ rơi vào khoảng 8 cho đến 9 lít xăng 100 cây đó. Đây, toàn bộ khoang máy cũng như là keo chỉ lóc cabo này đó, toàn bộ keo chỉ nguyên bản, cabo trước, cabo sau và bốn cánh cửa. Chúng ta thấy đây, toàn bộ hệ thống tai đèn này đó, phần răng này đó. Đây, bằng máy này. Thì đây là video tôi đã quay và giới thiệu tới quý vị và các bạn một chiếc xe Toyota dây đời 2005 dây GL và có giá 215 triệu là bao gồm cả phí rút hồ sơ. Nếu ai có nhu cầu về dòng xe này hoặc là muốn tư vấn điều gì về các dòng xe khác, hãy liên hệ trực tiếp tới số điện thoại tôi để phía dưới màn hình hoặc đến salon ô tô Mạnh Hoài đối diện Ủy ban Nhân dân xã Cổ Lũng, Phú Lương, Thái Nguyên. Sau đây tôi xin phép được kết thúc video. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.